Nhận định soi kèo Girona với Real Madrid, 0:30 ngày 26 tháng 4. Girona đang có bước tiến nhất định ở La Liga khi chỉ thua 1/5 trận đấu gần nhất, trong đó, họ thắng kèo trong 4/5 trận đấu. Điều này đã giúp cho Girona vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 38 điểm, hơn nhóm cầm đèn đỏ 8 điểm. Đặc biệt, sức mạnh của Girona tập trung chủ yếu trên sân nhà. Tại đây, họ đã giành chiến thắng trong 5/7 trận đấu gần nhất, thắng kèo 6/7 trận. Trong những năm qua, Girona cũng gây ra khó khăn nhất định cho Real Madrid khi không thua 2 trận đối đầu gần đây. Real Madrid đang có phong độ khá ổn trong thời gian qua khi giành chiến thắng trong 6/7 trận gần đây. Họ đã lọt vào bán kết cúp C1 châu Âu, chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha và đang nỗ lực bám đuổi Barcelona ở La Liga. Hiện tại, Los Blancos đang có 65 điểm, vẫn còn kém Barcelona tới 11 điểm. Tuy nhiên, Real Madrid không hề có khái niệm buông giải đấu này. Trên sân khách, phong độ của Real Madrid rất tốt khi thắng 14/20 trận gần đây. Tuy nhiên, Girona đang nhận được niềm tin trong trận đấu này. Nhà cái để Real Madrid chấp 1, nhưng điểm ăn ở cửa Girona đã giảm sâu 0.96 xuống 0.85 tính tới sáng ngày 25 tháng 4. Đây là giai đoạn mà Girona thi đấu vô cùng khó chịu. Bên cạnh đó, họ cũng làm khó Real Madrid khi bất bại trong hai cuộc đối đầu gần đây, thắng 1, hòa 1. Khả năng Girona gây bất ngờ là hoàn toàn có thể xảy ra. Điểm ăn ở cửa xỉu 2/3/4 đã giảm từ 0.99 xuống 0.96 tính tới sáng ngày 25 tháng 4 trong bối cảnh Girona lợi kèo. Có thể thấy niềm tin đang hướng về khả năng trận đấu có ít bàn thắng. 3 trận gần đây của Girona và 4 trận gần nhất của Real Madrid có kịch bản này. Trận lượt đi của hai đội đã có kết quả hòa 1-1.